Xin chào tất cả các em, chúng ta cùng đến với phần tiếp theo, Unit 3, My Friends. A closer look one. Ở phần này, chúng ta sẽ được bổ sung rất nhiều tính từ để mô tả về tính cách của một người. Chúng ta sẽ gồm 5 bài tập các em nhé. Number 1. Vocabulary. Personality adjectives. Ở phần này, em sẽ được học thêm những từ vựng để mô tả tính cách của một người. Tất cả những từ này đều là tính từ các em nhé. Personality adjectives, tính từ để mô tả tính cách. 1. Match the adjectives to the pictures. Number 1. Em hãy nối những tính từ với những bức tranh. Ở đây chúng ta thấy có một cái thuật ngữ mới mà chúng ta rất hay sử dụng trong tiếng Anh. Đó là loại từ tính từ mà chúng ta sẽ viết bằng ba chữ cái đầu tiên là dạng viết tắt là chữ A, chữ G và chữ G để viết tắt ký hiệu của tính từ. Adjectives, em lưu ý nhé. Ở đây chúng ta có 5 bức tranh, tương ứng với 5 bức tranh là 5 từ. Vậy chúng ta hãy cùng đến lần lượt với từng từ trước em nhé. Number 1. Hardworking, chăm chỉ. Hardworking, hardworking. Number 2. Confident, 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 tự tin. Number 3. Funny, 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 hài hước, vui nhộn. Number 4. Caring, 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 quan tâm, chăm sóc, tận tâm. Number 5. Active, 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 năng động. Vậy ở đây chúng ta hãy cùng đến với phần chữa các em nhé. Ở bức tranh đầu tiên chúng ta sẽ chọn tính từ là caring, quan tâm, chăm sóc. Ở bức tranh B chúng ta sẽ chọn tính từ là active, năng động. Ở bức tranh C chúng ta sẽ chọn từ hardworking, chăm chỉ. Ở bức tranh D chúng ta sẽ chọn từ funny. Và cuối cùng là confident, tự tin. Two. Use the adjectives in the box to complete the sentences. Pay attention to the highlighted words, phrases. Ở phần này, em hãy sử dụng những tính từ trong khung để hoàn thành các câu bên dưới và hãy lưu ý đến những cái từ hoặc là cụm từ đã được bôi màu vàng em nhé. Đó là những cái gợi ý để chúng ta có thể chọn được đúng tính từ mô tả các nhân vật trong bài. Ở đây chúng ta có 6 từ nhưng chỉ có 5 bức tranh thôi. Vậy ở đây chúng ta sẽ có một từ thừa các em nhé. Number one. Mina is very. She likes drawing pictures. She always has a lot of new ideas. Mina rất là như thế nào? Cô ấy thích vẽ tranh. Cô ấy luôn luôn có những ý tưởng mới. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng tính từ ở đây là creative. Creative có nghĩa là rất là sáng tạo. Creative, creative. Number 2. Nam is. She likes helping his friends. Nam thì như thế nào đó? Anh ấy thích giúp đỡ bạn của mình. Vậy ở đây giúp đỡ ai đó, chúng ta sẽ có từ kind, có nghĩa là tốt bụng. Nam rất là tốt bụng, cậu ấy thường xuyên hay là giúp đỡ bạn của mình. Number 3. Minh Đức is. He likes meeting new people. Minh Đức thì như thế nào? Cậu ấy thích gặp gỡ những người mới. Vậy đây chúng ta sẽ dùng với tính từ là friendly. Friendly, friendly. Friendly ở đây có nghĩa là thân thiện em nhé. Number 4. Kim is very. She pays attention to what she doing. Kim thì rất là như thế nào? Cô ấy luôn luôn tập trung với tới những điều mà cô ấy làm. Ở đây pays attention to có nghĩa là rất là tập trung. Chúng ta sẽ dùng từ careful. Careful, rất là cẩn thận. Number 5. My is. She learns things quickly and easily. Mai thì như thế nào đó? Cô ấy học mọi thứ một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng. Vậy đây chúng ta còn hai từ. Thì từ shy có nghĩa là rất là rụt rè, nhút nhát. Vậy chúng ta sẽ chọn từ clever. Clever có nghĩa là rất là thông minh các em nhé. Vậy chúng ta cùng ôn tập lại lần lượt các từ nào. Shy, shy, rụt rè, nhút nhát. Creative, creative, năng động, sáng tạo. Sáng tạo. Kind, kind, tốt bụng. Friendly, friendly, thân thiện. Careful, careful, cẩn thận. Clever,
clever, thông minh. 3. Game, friendship, flower, work in groups. Write 2 personality adjectives for each group member. Ở phần này, các em sẽ đến với một trò chơi nhỏ. Trò chơi này có nghĩa là tên gọi của nó là Friendship Flower, là bông hoa tình bạn. Em hãy làm việc theo nhóm, hãy viết 2 tính từ mô tả tính cách cho mỗi nhóm, mỗi thành viên trong nhóm các em nhé. Ở đây thì chúng ta có thể tham gia một trò chơi nhỏ theo nhóm. Nhóm nào mà chúng ta viết nhanh nhất và các chính xác nhất về các tính từ mô tả các bạn của mình là nhóm thắng cuộc em nhé. Ở đây chúng ta có thể đưa ra các thông tin, ví dụ bạn Minh thì bạn ấy rất là kind, là tốt bụng và funny, là vui vẻ hài hước chẳng hạn. Bạn Mai thì chúng ta đưa các tính từ khác, ví dụ như là clever và active, năng động. Rồi, ví dụ đến với một bạn khác thì cô gợi ý thêm một bạn nữa và chúng ta sẽ điền bông hoa bao nhiêu cánh cũng được em nhé. Rồi chúng ta đến với bạn bạn Châu. Bạn Châu thì có các cái tính từ như sau. Ví dụ bạn Châu thì lại hơi rụt rè, shy, và bạn ý rất là cẩn thận, chẳng hạn careful. Pronunciation B and P. Ở phần này em sẽ đến với kỹ năng phát âm. Em sẽ được học hai nguyên âm, đó là âm b và âm p. Ở đây khẩu hình miệng của hai âm này khá giống nhau, tuy nhiên có một sự khác biệt như sau. Âm b em sẽ ngậm chặt môi và bật âm ra. Âm này là một âm hữu thanh, nó sẽ rung cổ họng em nhé, b b b. Còn âm p, âm này là âm vô thanh, mình chỉ bật hơi ra mà không rung cổ họng. Number 4. Listen and circle the words you hear, then repeat. Ở đây em hãy lắng nghe và khoanh tròn cái từ em nghe được, sau đó em hãy nhắc lại các từ đó nhé. Đầu tiên chúng ta hãy lắng nghe các từ. Unit 3. My friends. Page 29. A closer look. 1. Pronunciation. B and P. Activity 4. Listen and circle the words you hear, then repeat. 1. Pig. 2. Pear. 3. Buy. 4. Rope. Rồi, ở phần này các em lưu ý, nếu mà từ mình nghe được là âm bờ thì cái từ bờ, âm bờ đó phát âm khá là rõ, còn nếu là thì thường là rất nhẹ và người ta lướt sang bên âm đằng sau em nhé. Vậy ở câu số 1, đáp án của chúng ta là pick. Câu số 2, pear, quả lê. Number 3, buy, mua. Và number 4, rope. Người ta bật âm cuối là âm rất là rõ các em nhé. Listen, then practice the chant. Notice the rhyme. Ở phần này, em tiếp tục đến với kỹ năng phát âm. Em hãy nghe, sau đó thực hành cái bài chant là cái bài hát vần ở bên dưới. Lưu ý đến cái nhịp điệu của bài nhé. Chúng ta cùng đi trước đến nội dung của bài. Gần như là bài này không có từ nào mới đúng không các em? Bài này sẽ xoay quanh những cái rất là nhiều từ có chứa âm b và âm p. Chúng ta hãy cùng tập trung lắng nghe và nắm bắt được nhịp điệu, giai điệu của bài chant các em nhé. Unit 3. My friends. Page 29. A closer look. 1. Pronunciation. B and P. Activity 5. Listen, then practice the chant. Notice the rhyme. We're having a picnic. We're having a picnic. Fun, fun, fun. We're bringing some biscuits. We're bringing some biscuits. Yum, yum, yum. We're playing together. We're playing together. Hurrah, hurrah, hurrah. Các
Các em, chúng ta hãy nghe đi nghe lại để chúng ta có thể thấm được cái lời, cái nhịp điệu của bài chant. Chúng ta sẽ nói tự nhiên hơn, vận dụng những cái âm chúng ta đã học vào trong ngữ cảnh thực tế các em nhé. Nội dung bài chant thì rất đơn giản. Chúng tôi đang có một buổi picnic. Chúng tôi đang có một buổi picnic. Vui, vui, vui. Chúng tôi đang mang theo một ít bánh biscuit. Chúng tôi đang mang theo một ít bánh biscuit. Ngon, ngon, ngon. Chúng tôi đang chơi cùng nhau. Chúng tôi đang chơi cùng nhau. Hurrah, hurrah, hurrah. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Một bài học rất thú vị. Chúng ta được bổ sung rất nhiều từ vựng liên quan đến những cái tính từ để mô tả tính cách của một người nào đó. Các em hãy cùng vận dụng những từ mô tả ngoại hình để chúng ta kết hợp nên một bài mô tả về người bạn thân thiết của mình nhé. Và đừng quên hai âm mới mà chúng ta đã học trong bài học hôm nay. Đó là hai phụ âm, âm b và âm p. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tới.